Phản ngờ lớn Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2021. Thì em Hồng lại đang có mặt tại cơ sở 2 của Tiến Hoàng Anh nhá. Thì tại cơ sở 2, từ cơ sở sản xuất của Tiến Hoàng Anh thì mới vừa sản xuất và hoàn thiện xong một bộ chiếu ngựa hàng 2 tấm một chiếu. Thì em Hồng phải khẩn trương và nhanh chóng giới thiệu ngay đến toàn thể quý khách hàng ạ. Đấy là bộ chiếu hàng Cẩm Hồng, hàng 2 tấm một chiếu, có kích thước như sau. Có chiều dài là 3m20, 3m20, rộng 1m99 và độ dày là 17,5cm các bác ạ. Độ dày là 17,5cm nhá. Hàng quá là long lanh luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Các bác nhìn trông nó bóng bẩy không ạ? Nó quá là bóng luôn, kèm theo đấy là bộ chiếu, bộ phôi hàng 2 tấm thì nó quá là nục nạc. Đã được hoàn thiện và đưa vào showroom. Trông rất là long lanh phải không ạ? Nếu mà các bác có đang theo dõi video thì có thể nhìn thấy được nhá. Hai tấm này thì nhìn như hai giọt nước luôn rồi. Nhìn nó chun vân của nó thôi là các bác biết là nó cùng cây hay không nhá. Quá là đẹp, quá là long lanh. Chun thì khắp bề mặt, chun kín mặt luôn. Ngay cả rìa chun cũng rất là đều. Rất là đều, rất là đẹp luôn các bác ạ. Hàng này đã được bên công ty hấp sấy làm rất là cẩn thận trong cái quá trình hoàn thiện và trong cái quá trình xẻ gối hàng rất là nhiều, nên là mặt hàng này cũng khá là khô rồi các bác ạ. Thì hiện nay bộ chiếu đôi hàng 2 tấm một chiếu bằng gỗ Cẩm Hồng đang có tại showroom trưng bày của Tiến Hoàng Anh rồi. Thì ngày hôm nay em Hồng có quay và giới thiệu đến toàn thể các bác có đang theo dõi trên các kênh YouTube này, Facebook Cầu Sông Tàu cũng như Zalo Tiến Hoàng Anh thì có thể biết được là mặt hàng này đã được hoàn thiện và đang có tại cơ sở 2 của Tiến Hoàng Anh rồi các bác nhé. Và ngày hôm nay tại video này thì em cũng xin được báo giá công khai bộ chiếu ngựa hàng 2 tấm một chiếu bằng gỗ Cẩm Hồng cho các bác cùng xem. Vì em thấy nhiều bác phản hồi nhiều quá, bên công ty sẽ báo giá công khai để cho mọi người có thể biết được giá cả và các bác có thể cân đối được giá cả của bộ chiếu này. Đấy, để các bác khỏi thắc mắc. Thì tại video ngày hôm nay, bộ chiếu ngựa của Cẩm Hồng có chiều dài là 3m20, rộng 1m99 và dày 17,5cm, hàng 2 tấm một chiếu, có giá là 68 triệu ạ. 68 triệu các bác nhá. Lộc phát. Giá lộc phát các bác ạ. Hàng này đã bao gồm chân mễ và vận chuyển dưới 200 km cho các bác ạ. Video ngày hôm nay em gửi đến toàn thể quý khách hàng nói rất là rõ ràng nhá. Đấy, nói rất là rõ ràng và báo giá cho toàn thể các bác xem luôn. Đấy, thì em cũng xin đi thêm một vòng nữa cho toàn thể các bác có thể là ngắm nhìn được cái vẻ đẹp của bộ chiếu này. Quá là long lanh luôn các bác ạ. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu hàng nguyên tấm nguyên khối ở bên công ty Hoàng Anh Tiến thì hãy nhanh tay liên hệ đến các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000, hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở chính của bên công ty tham quan và chiêm ngưỡng. Đến các bác có thể đến để thẩm định xem có đúng như em Hồng nói không, và bên công ty Hoàng Anh Tiến có đang tiến hành xẻ những các cây vanh tròn không nhá. Tại địa chỉ sau: cơ sở 2 đường tránh thành phố Cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Phản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.